Lời chia sẻ nghe mà gợn người của người đàn ông làm nghề đốn cây mướn vì gia đình nghèo khó nên chấp nhận đốn một cái cây mà có người âm theo. Đó là em Bình, có một vợ và hai con, cuộc sống giữa đồng quê ở xã Tân Mỹ, huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp. Em vô tình hạ cây dừa mà người dân cho là có quan hồn đeo bám lâu năm, nên lúc hạ thì em ấy gặp ngay một bóng đen và tác động đến nên phải rơi độ cao 4 mét và hiện tại phải nằm một chỗ để lại cho vợ con cuộc sống khó khăn vất vả. Nghe nói gia đình phải đến vị trí cây dừa để cúng quái tới 3 lần. Em nói rồi em mới hết hồn luôn, nó rồi dám cưa ngay chỗ đó ngay cái động. Rồi em hết hồn luôn. Ông nói ngay cái động, ông có kể thêm những cái gì rồi tại sao là cái động? Dạ, nghe nói là đó là giấy cúng rồi 3 lần đó. Trời ơi, cúng 3 lần luôn rồi. Dạ, rồi giấy thì hết bệnh rồi cúng nữa. Đi đứng lành luyện đi rồi cúng nữa. Rồi lúc đó em cúng. Để hiểu rõ hơn sự việc em Bình hạ cây này thế nào và gặp những điều gì, cây đó tâm linh ra sao, Cao Hớn mời cả nhà theo dõi hết video này để nghe em chia sẻ lại mà nghe nổi da gà luôn. Dạ chị Sương ơi, thì hồi nãy em có quay hoàn cảnh của em Bình này nè, có xảy ra một vụ tai nạn xui rủi mà té đó. Thì chị nói biết đến cái cây đó là liên quan cái cây tâm linh, là tâm linh như thế nào chị Sương? Tâm linh là tại vì chỗ khúc đó đó, nhiều cái vong hồn của người chết á, chỗ khúc đó là chỗ nhà đó, nhà của người ta ở. Dạ. Mà em này vô tình ấy, không biết, mướn nhiều người lắm mà không ai dám đỡ đó đốn chân á. Là cái cây dừa, cây dừa đó ha. Cây dừa, 2 cây luôn. Trong đó 3-4 cây nữa. À. Cái tự đuông ăn chết hết rồi, còn 2 cây à. Rồi 2 cây này nằm ngay cửa của anh đó đó. Rồi anh đó cũng dưỡng các nhà nên ở đại đây, rồi mấy người đó cũng ở đó cũng cho ở. Nhưng mà cái cây thì không có cho đốn. Mướn mấy người kia người ta đâu đốn đâu, người ta mướn ha. Em này khổ quá, không có tiền cho con đi học, không tiền mua gạo ăn luôn nữa. Yeah. Vợ thì cạo hột điều đó. Rồi mướn em này cái 500 ngàn, em này cũng nó thấy ngon rồi, 500 ngàn lên cưa con chút. 500 ngàn là lúc đó đốn 2 cây đó phải không? 2 cây. Hai cây. 500 ngàn đốn 2 cây, đốn cây đầu rồi có cây sau nè. Nó không có gió, nó đứng gì nè, không có gió. Để chặt đọt đồ xong hết trơn, đứng gì nè, không có gió. Mà tự nhiên cắt mới vừa cắt ngang cái bắt đầu. Rồi thấy thằng bóng đen phớt ngang cái bắt đầu á. Là nó gió nó bay xuống luôn. Rớt máy móc luôn, nó rớt xuống hết luôn. Chị cho em hỏi cái nơi đó sao mà nhiều người ta không có dám đốn là liên quan tâm linh sao chị? Tất nhiên mấy người đó linh. Thằng mấy thằng đó xách máy cưa là nó gặp, nó gọi hô hôi, tôi không đốn. Vậy mấy cây trước này đó là có không người ta ngay. Mướn người ta đốn mà không dám đốn hả? Ừ, đúng rồi. Ơi, mấy người trước người ta biết ha? Ừ, biết, người ta đâu đốn. Chị đỡ nên em nói. Dạ. Em Bình kể lại ha. Ủa, vậy sao nãy mấy anh quay tìm hiểu về hoàn cảnh của em không có kể cái đó ra luôn? Dạ, tại vì em kể mà chứ em không dám kể thì sợ khi người ta không tin. À. Dạ, tại vì em cũng khổ quá, em cũng giác ra mà em cưa tiền cho con đi học. Chứ em đang cưa cái nồi cái bóng đèn nó phớt ngang cái mặt em. Ôi là ơi. Em chớ giới xuống, em buông tay làm té luôn á. Té là mất nhớ chi nhớ gì luôn á. Té xuống là bất tỉnh luôn ha? Dạ. Rồi cái lúc mà đi bệnh viện về em tỉnh lại thì người ta có kể cho em sự việc về cái cây đó không? Dạ, vì người ta kể em hết hồn luôn, em đâu có đó cũng đâu có biết đâu. Nghe rồi kể ngay đó, nói trời ơi, ngay đó ngay cái động rồi. Ngay cái động luôn? Dạ, vào dám ngay đó là cưa. Vì nói em cũng hết hồn, em đâu có biết gì đâu. Rồi, rồi lúc đó nghe rồi em Bình giật mình không? Dạ, nghe là hết hồn luôn á. Thì đâu có biết gì làm chuyện đó đâu. Nghe rồi, đâu, là dám rồi. Cưa. Rồi lúc mà đến cưa đó, là có ai cảnh báo cho em biết là cái địa điểm đó chưa? Dạ không ai, có bà chị Sưng báo. Là chị Sưng này báo hả? Anh nói là em nó thấy giống khổ quá, giá thằng cưa đi cưa. Mà lúc trước thì sao chị biết mà em này là muốn đốn cái cây đó mà chị cảnh báo? Tại vì thằng kia nó mướn, thấy nó ra nó chặt, nó hô trời mày đừng đốn nữa, đốn cây thôi, đừng còn cây kia đừng cưa. Cưa mà có chuyện đó, đi về đâu cưa đằng này nó có chuyện nhưng đâu hay đâu. Là chị thấy rồi, chị nói với em Bình này về trước rồi đó ha. Lúc đó chị Sưng này nói với em có tin không?
Dạ thì nói thì chị Thương có nói thì đâu có tin đâu, rồi mấy em mấy không tiền nữa, khổ rồi đi ra cưa thí. Không có gạo ăn luôn á. Không có gạo ăn rồi đi ra từ thiện cho nó không á. Cưa thí về rồi té rồi về, cái ông ở cái bên ai lãnh gạo chùa nói rồi. Dạ ông nói rồi em mới hết hồn luôn, nói rồi dám cưa ngay cho nó ngay cái động. Rồi em hết hồn luôn. Ông nói ngay cái động, ông có kể thêm những cái gì tại sao là cái động không? Dạ nghe nói là đó là này cái kia người ta mắc cho đó nhiều lắm. Ừ. Tức là có còn nhiều linh hồn dạ, ở đó ha. Dạ, nhiều linh hồn là ban đêm là có không giờ mới thấy có người tuột lên tuột xuống người vừa. Chàng ơi. À, nói mà em mới hết hồn luôn, đâu có biết đâu, trời té rồi mới nói đâu biết. À, tuột lên tuột xuống ngay chân cây dừa đó. Ngay cây dừa luôn, có bóng đen tối là 12 giờ đêm là tuột lên tuột xuống. Trời ơi nghe thấy ghê vậy Tàng. Nghe là nóc luôn ha. Là ngay cái cây dừa đó thôi, làm mà xung quanh lân cận đó, những cái chỗ đó nó có không, người ta có nói không? Không, nó có cây dừa đó, đó. Cây dừa đó là tuột lên tuột xuống, ở nửa đêm. Trời ơi. Mình thấy bóng đen thôi chứ đâu thấy... thấy cái bóng đen tuột lên tuột xuống. Lúc đó là em Bình lên trên đó là cưa được cái gì rồi? Em lên mé chọc lá này kia rồi cho là em xuống. Còn cái nha. Còn cái ngọn mà chọc lá rồi dài xuống tới cái gốc ha? Dạ. Là cái cây đó chiều cao bao nhiêu? Cây đó khoảng chừng 8 mét. 8 mét là cái số năm nó khoảng bao nhiêu năm? Nó khoảng từng 20 năm mà. Trời ơi, mới 20 năm thôi. Dạ. Còn lúc mình mé lá đó mình thấy trong người có cảm giác gì lạ lạ. Lúc mé thì nó không thấy gì chứ mình thấy ốc nó nổi nè. Ốc trời ơi. À, thì tại mình tưởng đâu là lên cao gió ốc nó nổi, còn đâu có biết cái chuyện gì nhìn đó. Mà lúc đó là em Bình nhìn trời ở đâu là có gió mạnh gì không? Không có gió gì không. À, không có gió. À, tại vì mình thấy tưởng là tưởng tượng như lên cao trời lạnh đi mình ốc nó nổi. Đâu có biết kiểu đó. Rồi xuống cưa rồi nó bị vậy. Thì thấy nó cái bóng đen ngay mặt. Và lúc đó là cưa hết mấy cái lá rồi. Là lúc đó là cái phần mà em thấy bóng đen đó là mình chuẩn bị mình cưa cái gì? Rồi cưa ngang bắt cái thang lên đứng cưa ngang nửa cây dừa. À. Cho thang có bốn thước. Rồi là đang cưa là gần đứt rồi. Đầu cái bóng đen nó phớt ngang mặt là chơi giới buông nó cưa là té xuống. Trời ơi ghê vậy. Lúc đó cái thang mình có gì không? Cái thang đó nó ập da luôn, nó lật luôn. Làm rớt có giống như giống như có cái lực đẩy cái ra vậy đó. Dạ đúng rồi. Giật văng ra băng ra vậy đó, văng ra nè. Là nó đang đứng trên cây thang mà giống như có cái lực là tác động cây thang nó văng ra ngoài luôn. Dạ. Văng cái thang ra luôn. Ghê ta, rồi ghê một cách là thẳng đứng xuống cái mông mình rớt xuống trước. Dạ. Là ông té ngồi chầm hổm. À, cái dạng thì tôi thấy ngồi này luôn ha. Dạ. Bởi vì nó ảnh hưởng cái xương sống nè. Dạ. Rồi em nghe người dân nói vậy đó. Rồi em sau khi mà đi bệnh viện về đây mà mình tỉnh giác lại rồi mình có đi đến đó cúng hay gì không? Dạ có giấy cúng này kia rồi 3 lần rồi đó. Trời ơi cúng 3 lần luôn rồi. Dạ, rồi giấy hết bệnh rồi cúng nữa. Giấy đi đứng lành liền đi rồi cúng nữa. Rồi lúc đó em cúng 3 lần đó là cúng bằng cái gì? Dạ cúng cơm với canh này kia. Trời đất ơi, mà cúng tới 3 lần luôn. Dạ. Cái người ta nói cúng bánh người ta không chịu, ta đòi nhậu quá. Trời ơi, vậy là em cúng bánh rồi mà ta đòi nhậu hả? Dạ, người ta nói đòi nhậu, rồi cúng bánh nấu cơm canh này kia cúng gì chứ cúng. Làm sao mà mình biết được mà người ta không chịu ăn bánh? Có dạ, lên xác hay dạ, là người ta về báo mộng hay là gì không? Lên đi coi. Đi coi thầy? Dạ, người ta nói là người ta không chịu ăn bánh, người ta nói đòi nhậu. Trời ơi, những quan hồn đòi nhậu. Dạ. Như cái việc gì là có không chị Sưng? Có, trong đó là 3 người đàn ông, 2 người nữ. Là chị biết được rồi là như thế luôn hả? Nghe chỗ đó đó. Nghe cũng mấy rỡ hồn đó. Mấy dân hồn đó hồi đó chết ở đó luôn. À. Rồi giờ anh ta ở đó. Mà người ta không chịu ăn bánh, người ta đòi nhậu là mấy những mấy người hồn đòi nhậu là như thế nào chị? Mấy người đó nhậu ghiền luôn mà. Mấy dân hồn nó nhậu ghiền luôn mà. Lần thứ 2 là cúng nhậu. Dạ không có. Ờ dạ đúng rồi. Rồi lần thứ 3, sao mình cúng lần thứ 3 nữa? Tại vì mình cũng biết cái vậy đó. Cái đầu nó như là mình trở lại bệnh đó. Bệnh lần mình đi ấy, người ta cứ cúng cho quần đó. Rồi hết bệnh. Hành. Bị hành? Dạ. Là lúc đó đau nhất cái đầu dữ lắm hay sao? Hành sốt, nó chích thuốc hoài không hết. Rồi đi coi rồi cúng nó hết. À, coi thầy kêu lại cúng một lần nữa. Dạ. Rồi hết sốt. Là anh hết sốt tới giờ này luôn? Dạ. Rồi có cúng lần thứ 4 nữa hay là lần thứ 3 đó mà dạ, mình giá là chừng nào mà anh dạ, đi đứng được rồi sẽ cúng? Dạ, nó cúng lần thứ 3, giá đi đứng được rồi giá cúng mượn nữa. Là lần thứ anh cúng mà cái lần cuối cùng này là anh có hứa gì không? Là em hứa trong lòng của em là đi đứng ấy làm cúng hủ dĩ. Hủ dĩ là đầu heo ha. Dạ. Wow.
Hứa là nghỉ nghề cưa cây gì không? À, nghề thì không có hứa nghỉ mà hứa giá hết bệnh thôi chứ. Như vấn đề của em Bình như thế này đi đốn cây mà 4 năm phải không em? Dạ. 4 năm như vậy á chị Sưng. Thì nghề đốn cây thì nó liên quan đến những cái cây mà có tâm linh là có thật phải không chị Sưng? Có thật. Cũng như cái ông kia hồi lúc trước á, đốn cái cây cái nhập thằng đó khùng luôn. Thằng đó con trai đi theo lôi nhánh nhập, thằng đó hạp với nhập thằng đó khùng luôn. Thôi, qua chị này chị dụ nhỏ nó qua chị nhốt luôn. Rồi thằng đó mới hết bệnh. Vậy là cái đốn ngay cái cây mà có linh hồn người ta ở đó phải không? Đúng. Tại cái cây nó sát mấy sông cái. Cái ông kia là ông chính tỉnh đốn cái cây đó bắt đầu cái nhập tới thằng đó cũng tên thằng Linh. Dạ. Cái con nhỏ đó, nó nhập cái thằng đó. Rồi tối ngày ăn mặc đồ con gái không? Vậy là quan hồn con gái. Bắt đầu cài tóc con gái luôn. Cái sau này chỉ nó hết rồi. Nó giờ nó cũng chưa có vợ, nó con của anh Ba Sơn mà nó. À. Bên ngang cùng ông ngang sau hè nhà chị quá. Dạ. Nghe ghê quá. Vậy là em mình cũng nằm trong đúng cái dạng rồi, mà thằng bị đó đốn cây xài. Bị xui đốn cây chăn cây tâm linh này. Đúng rồi. Dạ. Tại trước em cũng có từng quay phim tại trong vì người ta sát mấy sông cái đó, người ta chích cho người ta tấp vô, cây xài đó đẹp lắm, cái hình tượng cũng đẹp lắm. Người ta ở đó mà đốn cây xài đó, người ta đi theo phá ông kia tàn mạc luôn. Phá dữ lắm luôn ha. Ông kia tàn mạc luôn. Dạ. Rồi em Bình sau khi mà em bị như thế đó, rồi lúc mình ngủ rồi có gặp những cái điềm báo hay cái gì không? Dạ, ngủ thì không có gặp gì hết, mà nó mơ tưởng cái cây đó thì thôi ơi. Dạ. Kỳ hả? Ám ảnh trên bay. Bị ám ảnh cái cây đó hả? Dạ. Thì mệt đó, không nhớ không ánh thôi chứ ấy cho mình yếu mình cái nỗi ám ảnh ngủ ngược. Lúc đó cái bóng đen đó là nó bự không em? Dạ còn bự. Bằng thúng dạ không? Tới cả bự cỡ cái là thúng bê. Thùng bê, nhỏ hơn thúng dạ xíu. Dạ. Là phớt ngang cái mặt gần cái mặt mình không? Dạ cũng gần. Gần mới chơi với. Là lúc đó cái máy cưa của mình là cưa gần đứt cây dừa chưa hay gần là chơi nữa, hơn nửa cây chút. Rồi lúc mà em bị gây như vậy đó thì cái khúc cây mà đang cưa đó nó có gãy ngang luôn không? Dạ gãy. Bên đang kia người luôn. Ta lôi, có người ta kéo cái đọt đó. Có người liếm dây là kéo. Rồi là kéo là gãy luôn. Ừ. Lúc rơi xuống thì mấy người ở dưới chắc cũng đưa em đi cấp cứu liền ha. Thì giờ đó thì chắc cũng không biết. Tại vì bắt tỉnh luôn rồi. Không biết. Về người ta mới nói. Về sau này nó mới nói. Thường thì cái nghề đốn cây á, người ta trước khi đốn á, người ta sẽ có một vài cái câu nói để cũng như là quan sinh. Thì em Bình đi đốn gì vậy, gặp nhiều cái cây gì mình có quan sinh người ta không? Dạ thì có những khi mình giái làm thậm bụng rồi giái ông bà cứ mà độ con mà ăn suôn sẻ này kia cho mau đẻ cũng có giái làm thầm. Nhưng mà vì sao mà chị Sưng đã từng nói cho em nghe kỹ rồi mà em không chịu tránh ra mà em lại đốn nữa? Tại vì cũng khổ nên không có tiền này kia lo con ăn học nó rồi là lo hai đứa này đó ha. Dạ rồi lâu lâu người ta kêu cưa cũng mừng nữa cháu xảo làm tiền cho con học. Đó, dạ con ngồi lúc hạt điều mọi người. Em cưa cái cây đầu tiên xuống rồi thì cái luồng khí lạnh đó nó có chưa em? Cưa cây đầu tiên xuống là thấy nó hư hơn người ta một phần mà gãy mấy cái chỗ đá cũng trong bụng cũng hơi nghi rồi. Trời ơi, vậy đó hả? Dạ nó ngã ở bên ta nữa. Là thấy trong bụng nó thấy hơi kỳ kỳ rồi, còn cây cũng dán cưa luôn. Tại vì cây sau cũng bị luôn. Tại vì thường á thì anh thấy mấy thợ cưa mở miệng này kia là rớt ngay vị trí, mà này là nước nghịch là vị trí luôn hả? Dạ nghịch ra bên ta gãy mấy cái chỗ đá. Trời ơi. Là thấy trong bụng thấy cũng hơi sao thấy nó. Vậy là cây đầu đã thấy có dấu hiệu rồi ha. Dạ. Trời ơi. Mà đốn hai cây thì giá trị có 500 ngàn quá rẻ hả ta? Dạ, có 500 ngàn. Cái vị trí đó là chị Sưng từng biết đến là lâu rồi hả? Theo chị biết là hồi lúc chị chưa có chồng luôn đó. Là biết chỗ đó là có tâm linh đó hả? Biết chỗ đó là hôm nay là 32 năm. Lúc chị chưa có gia đình gì có đã lên đây rồi. Lên đây chơi sớm này. Như hồi nãy chị nói chị thấy được ở ngay vị trí đó là thấy, có mấy linh hồn? Thấy luôn. Thấy trong đó là 5 linh hồn. Mấy nam? 3 người nam, 2 người nữ. Mấy người đó có phải là người lính hay là mấy người sau này hả chị? Mấy người đó hả? 2 người lính. Dạ. 1 người thường mình, còn 2 người nữ kia, con gái là còn lòng chinh luôn. Trời ơi.
ăn em cây dừa. Nếu mà cây dừa đó là hai người nữ đó giữ cây dừa đó tụt lên tụt xuống hai người nữ đó. Hai người đó là một cặp song thai luôn. Là người dân là có kể cho anh là nói cậy cây dừa đó là có thấy bóng dáng leo lên leo xuống luôn ha em Bình? Dạ có nói. Vì người ta nói hình hết hồn. Nghe mà đốn ngay cái cây mà có nhiều cái câu chuyện ghê đó ta. Nói chị Sưng đỡ Bình nằm xuống cho khỏe đi. Em Bình nằm xuống sợ ngồi lâu. Ngồi lâu vậy nó hơi nhức phải không? Dạ em nằm ngồi lâu lâu nó thốn người sống chịu không nổi. Thốn nó nhức. Em nằm dạ, trên thép nằm chút xíu. Rồi cảm ơn em nha. Rồi nghe em ấy kể về cái cây dừa mà em ấy đốn mà nghe gần tóc gái mọi người. Rồi hiện tại cái gốc cây dừa đó quên hỏi em nữa là cái còn lại cái phần đó đó có đốn chưa em? Dạ chưa còn bỏ. Còn nguyên. Chưa ai dám đốn luôn hả? Dạ. Không ai dám đốn nữa, đốn nữa là chết nữa sao? Trời ơi. Như chị Sưng là người cũng từng biết đến tâm linh mà thông qua những có một hai clip mà lúc trước em thấy chị đi giúp cho người ta cái vụ ấy đó thì chị cho em biết là những cái cây mà tâm linh nó tại sao lại những cái hương linh quan hồn mà lại chọn những cái cây cổ thụ hay cây lâu năm để ở hả chị Sơn? Biết sao cây dừa đó nó nhiều tàu, nó có che bóng mát được, che thân được mấy người đó, lỡ cái trời quýnh á được núp trong đó mình chạy đi cho chỗ khác lẹ được. Còn nếu mà như cây mà chống chọi cái mình bát rồi mình vô đó đâu có chỗ nào chống chọi được đâu. Mình đâu có chạy. Bởi vì mà thường thường những cái vị mà linh hồn đó là ta chọn những cây bự cổ thụ có đúng bóng rồi. Mát nhiều đúng rồi để bà không hé nắng mặt trời ban ngày ta vẫn ở được đúng rồi. Bởi vì mấy người đốn cây là hay bị đốn cây lâu năm là đó phải xin keo cúng giái đàng hoàng. Nếu người ta cho đốn cái cây đó thì đốn, còn không cho gớ cái chừng hốt mạng không chừng. Dạ nó bởi vậy hàng chi mà người ta hay nói là có gặp những một cái bóng dáng trên những cái cây cổ thụ cây to là hình thức là như vậy là quan hồn hay chú ngụ những cây cổ thụ. Nè chị chỉ cho em một cái cây nữa. Em biết cái cầu gạch ruộng không? Gạch ruộng bên Cao Lãnh đó, ha. Gạch ruộng dưới đây nè. Gạch ruộng Mương Điều đi xuống nè. Đi xuống dưới có một cái cây sát lộ bành kia cây đó. Ông nội nào dám cưa không? Mấy thằng bằng lộ chưa dám cưa. Chèo cho anh thấy một bóng người. Đâu rồi tuột xuống. Mấy thằng bằng lộ không thể nào cưa. Cưa cây nào cũng cưa nhưng cây đó không dám cưa. Tránh cây đó ra. Cây chứ đó chứ cửa chùa luôn. Rồi tại sao người ta lại không xin phép những cái linh hồn? Có xin phép thì người ta cũng cho đúng. Tại vì mấy người ngự đó không cho. Lâu lâu cái tai nạn ngay đó cái người đó lên đó ở, lâu lâu cái tai nạn ngay đó lên người chị đó lên ở, cái người kia đi đầu thai người đó lên ở, người kia đi đầu thai. Giống vậy như đó. Thế vậy hả chị? Đúng thế rồi. Thế. Là cái người mất là có thể là đi người ta lấy không người thể. Khác để thay thế mình. Để cho người kia đi về nhà. Rồi sao người ta không có biện pháp gì để cúng giái hay lập cái miễu gì đó? Người ta đâu biết. Theo chị là đó lập miễu được nè, nhưng mà người ta không cho, người ta đắc của người ta không cho mà. Chứ nếu mà chị lập miếu lần chị cứu biết bao nhiêu ngàn người mà không cho. Ngay đó, ngay cái cây đó hồi nữa em về rồi em thấy đứng ngay cây đó hồi nữa ốc mình nổi liền. Bây đứng giờ, ngay cây đó hiện giờ nè. Nghe chị nói bị ghê. Những người mà đốn cái cây đó, thì luôn. Em thấy là đa số là người nào cũng từng có thể là bị trải qua một lần để va chạm những cái điều tâm linh những cây cổ thụ. Như chị có biết được những cái điều gì mà chị phiên như em Bình nè là sau này có làm cái nghề đốn cây nữa thì trước khi mình đốn một cái cây nhỏ hay cây lớn cây gì đó mình có thể là cách xin phép của những người đó là như thế nào không để chỉ cho em có. Bình luôn xin phép là phải giái cúng lỡ cái cây đó như cây xài bình thường nè thôi mình đốn vẫn đốn bình thường khỏi xin phép ai hết. Nhưng cái cây đó hồi nào giờ không có ai đụng, mình hỏi cây đó cây này lâu chưa, trước khi đốn cây thì phải hỏi ủa cây này lâu chưa, hồi đó giờ có mé nhánh bọng gì không. Người ta nói không, mình phải lên, mình phải giái. Xin kêu, nếu cho thì đốn, còn không cho đừng đốn. Mình gớt. Hỏi chủ nhà ha. Chú Đắc. Cho thì đốn, còn không cho thì thôi, đừng gớt. Chạy, đốn nữa có chuyện nữa. Ghê vậy ta. Tại cây đó là cái nhà của người ta mà. Nè, nó như nhà ở nè. Dám lỡ phá không? Cái này như nhà mình nè. Đúng rồi, cái nhà của ta ở. Đó, người ta nè. Siêu mồ lật mã, người ta không có nhà mồ, người ta không có nhà, người ta ở, người ta không có người cúng người ta nè. Rồi người ta cũng phải nương tựa kiếm chỗ biết sao, kiếm chỗ gần nhà của người ta để người đó nấu nướng rồi vô đi ăn chật cũng được, thấy không? Còn nếu mà xa nhà người ta thì thành ma chết đói, đâu có chỗ đâu ăn. Bởi sao mấy người đi dắt dơ dưỡng chờ giống hoài đó,
chờ quýnh sao chết cây dừa là nó vậy, là vậy chết cây này cây kia là nó vậy, nó xét đánh làm sao mà lại xét đánh vô bụi tre, xét đánh vô những cái cây cổ thụ mà cao to, mà đôi lúc có những cái mà người ta nói là ra những cái chất màu đỏ nữa, tượng trưng là cái màu máu nữa. Tại sao là có không chị Sơn? Có. Tại sao thằng đó bị trời quýnh? Tại sao con quỷ đi ngang gặp này, cái nó trời quýnh nó, cái nó chạy vô nó nhập này rồi trời quýnh luôn này luôn, nó chết queo thằng đó luôn. Nó trời quýnh hoài, hỏi thằng đó sao cầm lưỡi hái bị trời quýnh? Không phải cầm lưỡi hái bị trời quýnh đâu, ma nó nhập vô. Tại ma bắt đầu vô. Con quỷ nó nhập vô rồi ông trời ông quýnh con quỷ đó rồi chết luôn. Thiền ơi, nghe gì rùng rợn nghe trời. Hồi nãy giờ chị Sưng có chỉ cho em Bình cái cách đó đó. Dạ. Nếu mà có hữu duyên mà em còn đi đốn cây được nữa thì mình làm như thế. Dạ. Duyên nói thì em cũng cảm ơn. Nhưng mà theo anh nghĩ chắc cũng có lời cảnh báo nào đó để em có thể là cầu mong để cho khỏe mạnh lại á. Dạ. Rồi có thể là mình đổi một cái nghề nào đó để khác lên cái nghề đốn cây cũng được á em Bình. Dạ. Thôi đừng cho nó đốn cây, đốn cây nguy hiểm đó. Nghĩ nghề khác kiếm nghề khác làm á. Ờ. Nghề này cũng nguy hiểm quá. Nguy hiểm. Dạ. Mà tiền thì cũng bấp bênh đúng không? Dạ. Tại vì tiền thì đâu phải là ngày nào mình cũng được đi đốn đâu. Dạ. Lâu lâu mới có một vụ đốn thôi. Mà nói đến cái nhắc đến cái nghề đốn cây á, thì nghe là muốn sợ rồi. Tại vì em cũng từng chứng kiến quay một vài vụ như vậy đó. Có những cái cây nào mà có những cái vị thần vị thánh người ta ngự đó, hay là bà cố, hay là có bà cô hỷ nữa nè, có cây không, bà cô chị hỷ đó, có con cây bà cô hỷ chưa ai thợ miếu cho bà ở đàng hoàng thì bà về đó bà ở là vô đốn là hốt vé đó, vô đốn là bà hốt văn chịu. Còn có một chỗ nè, như bên Hòa Thành nè, giữa đồng, tại sao á, có một cây rừng nó bị lớn vậy nè, không ai dám động. Không ai dám động, cái nhánh bị lớn vậy nè, gãy, không ai dám mấy. Vô mô Phật thôi, tay chân của mấy ông gãy là thôi, không có ai lấy xuống để người ta vô nghỉ trưa, mà mốt nước nhánh này gớt xuống đèn là chết. Thôi cho tôi xin đi, người ai nghèo khổ á, tôi lấy xuống cho người ta có chụm, người ta chụm đi, người ta nấu cơm, người ta ăn, thôi ông bà đừng có chết quở nè. Thôi trời, bà lấy xuống hay quá, của tôi lấy, tôi bẻ con nhánh, vì tôi đau thấy mẹ luôn. Rồi tôi xin xuống tôi lấy, tôi ôm xuống khỏe ghe nữa, tôi bẻ ăn sắp củi đó, ôm về chậm đi. Tại do mình có lời thành tâm mình xin. Thành tâm mình xin trước, mình mới làm sao mình nghe ngược lên bẻ, đương không là bẻ cốp tay chân người ta mà biểu người ta đừng làm. Dạ, đúng rồi. Đương không là nhà của người ta trồng đồ đi, thí dụ xả rồi nè, lên mình ăn mình cũng phải xin người ta chứ. Dạ. Không lẽ lại nhổ đại. Đúng rồi. Đó. Ừ. Cũng vậy thôi, như vậy đó. Và nhiều lúc mà em gặp những cái tình trạng mà gia đình nghèo khó mà làm nghề đốn cây thì xảy ra nha. Mà cũng mấy vụ rồi. Thiệt khổ từ đó tới giờ luôn. Nhà này nè, có chục người giúp được cắt cái nhà này nè. Rồi bắt đầu á, cái mấy bà nội nè, nó hôn nó giàu rồi rút cái sổ nghèo nữa. Vợ chồng chết đói cũng chết thôi ha, người ta cho gạo rồi. Em Bình là trụ cột gia đình. Người ta cho gạo nè, từ thiện cho nè, còn phiếu chùa phát nữa cho. Rồi vợ thì lột hạt điều. Đó, vợ thì học lột điều. Hai người con nữa, rất là ngoan luôn. Đúng rồi. Thì ở video trước á, Cao Hớn mình cũng có gửi trợ giúp cho gia đình đó mọi người. Thì cả gia đình 4 người đều rơi nước mắt xúc động khi được nhận số tiền đó. Đặc biệt nhất là hai cháu con, hai con gái chứ. Con của hai đứa em nè. Không có tiền đi học á, rồi quần áo tập sách tấp sắp đến nơi rồi. Cha cho Mạnh Thường Quân giúp cho nó trị hết bệnh, nuôi hai đứa con nó. Thì mai thầy Phước Chủ mong. Thì cầu mong hết bệnh cho em Bình, hết bệnh thì trả lại nghề đi kiếm tiền nữa thì mới đỡ cho gia đình thôi. Này phải đưa đi chợ gãy mới được, chứ ở đây không bao giờ hết đâu. Đó giờ em Bình là chỉ ở Cần Thơ này thôi hả? Dạ. Đưa nó đi chợ gãy là nó hết. Còn không đưa đi chợ gãy là nó nằm chỗ suốt đời luôn. Để lâu ngày nằm chỗ suốt rồi. Nhưng mà bác sĩ ở Cần Thơ là có nói em là nếu mà mình uống thuốc với mình ấy đồ đều là nó sau này có thể đi đứng khỏe mạnh lên được không? Dạ bác sĩ về chán cố cho chị thì có thể đi được. Chán cố gắng mà giờ không có tiền rồi tới đâu hay đến đó chứ là không có tiền chứ sao rồi. Thì cái gì cũng tùy cái duyên của mình ha em. Dạ. Hôm qua video trước anh cũng gửi được vài triệu rồi đó thì
bà con cô bác nào có thương người ta xem đó, người ta có trợ giúp thì anh sẽ nhận mang đến cho em để thêm có tiền chi phí mình lo thuốc men rồi lo cho con hai đứa con của em đi học thêm nữa. Để mình xem hai cháu với em Thảo cạo hạt điều như thế nào, sẵn trò chuyện luôn. Đó. Cách ta cạo hạt điều á. Con gái làm một ngày gì, nếu mà một cho mình nên con làm được khoảng mấy ký con? Mình nên con á. 2 ký. Mình nên con là làm được 2 ký. Là được 10 ngàn đó hả? Trời ơi, là làm từ sáng đến chiều tối luôn hả vậy? Sáng tới chiều được 2 ký thôi, có 10 ngàn thôi. À, đâu đâu cái hạt điều chưa lột đâu con. Này là chưa lột nào phải không? Đây là cái hạt điều chưa lột nè mọi người. Nó còn cái vỏ màu đen. Đó. À, những người mà khó khăn á, người ta cũng không có việc làm đó, thì người ta ở nhà người ta cạo cái hạt điều như thế này nè để kiếm tiền, một ký có 5 ngàn thôi. Đầu để gọi cận cảnh xem con gái lột coi. À, là mình có cái dao nhỏ xíu vậy đó ha. Dạ. Cái mình nại cái vỏ ra. Dạ. Rồi người ta căn ký mình là ta căn ký cái lột rồi hay gì con? Dạ, căn ký cái lột rồi. Là được ký này là được 5 ngàn tiền công. Dạ. Trời ơi, ngồi từ sáng đến chiều mà kiếm được có 10 ngàn à, cả nhà ơi. Hồi nãy con nói là đang học lớp 6 ha. Rồi ok. Cháu bển nè. Em của em còn đi học không? Dạ. Nay nghỉ hè. Không có mà hai đứa còn đi học hết ha. Dạ còn. Ờ. À, trường có hay em học gần đây không? Dạ đây tới đó 10 cây số. 10 cây số. Dạ. Rồi con đi học bằng gì? Dạ cha con không bị vậy, cha con chở con đi học. Giờ cha bị vậy con đi bộ. Còn không thì mấy cô chú cho con đi chung. Có gian đấy. Dạ có gian. Vậy lúc cha con 5 tháng trước cha con chưa bị là chở hai con đi học hả? Dạ. Rồi 5 tháng trở lại nay với mấy tháng nghỉ hè là con đi bộ. Dạ đi bộ với mấy cô chú cho con đi chung. Trời, tới 10 cây số mà lỗi bộ rồi lỗi đi rồi lỗi về luôn là 20 cây số hả? Dạ. Rồi mình không có xe đạp rồi đi sao em? Dạ không. À, biết chạy xe không? Dạ biết. Biết ha, mà không có xe để chạy ha. Dạ. Đó giờ không có xe đạp cho hai cháu luôn hả em? Dạ không anh. Rồi nãy là em Thảo nói là mình cả gia đình mình ba người, ba mẹ con lột như thế này từ sáng đến chiều chỉ được khoảng 5 ký trở lại thôi. Dạ. Là được 25 ngàn. 25 ngàn. Trời ơi, đi qua coi cháu nhỏ bển đặt à. Trời ơi. Con gái nè, lột giỏi ghê không? Con 8 tuổi hả? 10 tuổi. 10 tuổi, học lớp 3. Năm sau lên lớp 4 cái gì con? Đâu mà chú mượn cái hộp của con cạo coi. Ôi ơi, cạo trắng nhách luôn nè. Hay quá. Đó. Rồi con nhỏ gì con làm được từ sáng đến chiều được mấy ký? Biết không? Mấy? 1 ký. À, con nhỏ thì con làm được 1 ký. Rồi chị hai thì làm được 2 ký. Vậy là người mẹ làm cũng khoảng được 2 ký ha. Con tên gì? Chú quên rồi. Kim Anh. Kim Anh. Kim Anh học được loại gì? Biết không? Loại giỏi hay loại khá hay loại trung bình? Trung bình. Chàng ơi sao học có trung bình nè? Hay là do trường học xa quá không có điều kiện đi học? Có đi học thêm không? Không. Rồi mỗi lần cha bị vậy 5 tháng nay lúc đó là hai chị em đi học lội bộ hả? Mỏi chân không con? Không. Rồi có ước ao có xe đạp gì đi học không? Có hả? Nhà mình chỉ có một chiếc xe Trung Quốc cùi gì đó hả chị? Rồi xe đó là của chồng của em đi làm. Ảnh đi cưa đó. Cưa cây đó ha. Rồi xảy ra chuyện gì rồi bây giờ là ba mẹ con tập trung là cạo hạt điều nhiều hơn nữa hả? Ừ.
như lúc trước mà em Bình cạo hạt điều đó đó. Ủa không phải, đi đốn cây vậy là có khi một ngày về được nhiêu tiền em Thảo? Có nhầm nhầm cây ánh cưa nhiều rồi có tiền nhiều, ít ít Rồi ba mẹ con ngồi cạo hồi sáng giờ luôn ta ơi. Xiên quá trời xiên luôn. Mà một ngày chỉ được 25 ngàn thôi. Ủa này sao mình phân loại ra chứ em? Cái nửa để riêng nha. Cái nguyên mình để riêng. À cái nào mà nó lỡ nó bị bể thì mình để riêng ha. Dạ. Như cái này là cái nguyên nè phải không? Dạ. Cái này Đây cái này cạo rồi nè. Trời ơi, nghe con gái ngồi làm mà một ngày được có 10 ngàn thôi cả nhà. Để phụ gia đình nè. Rồi cái số tiền một ngày mình kiếm được 25 ngàn á em, là mình để mua đồ ăn uống, mua gạo hay sao? Cái nào thiếu thì em mua trước. Cái nào không thiếu để đó mua thuốc chẳng. À, mua thuốc. Mua thuốc cho em Bình ngồi chờ, nằm trên đây nè. Con gái nè, cho chú hỏi là hoàn cảnh gia đình mình đặc biệt vậy đó, là có khi nào em có ý định là nghỉ học để tiếp mẹ gì không? Có. Ờ, con tính nghỉ học hả? Dạ. Sao không có ý định đó em? Tại vì nhà không có tiền. Không có tiền. Với lại không có xe rồi đi nữa ha. Dạ. Rồi ví dụ như con nghỉ học rồi con định làm gì? Đi tiếp mẹ. Thôi con vẫn đi học bình thường chứ. Con đi học rồi cái buổi nào rảnh thì con ở nhà con làm tiếp mẹ. Yeah. Gắng học đi. Học rồi coi bà con cô bác gần xa người ta có thương người ta trợ giúp cho mình được thì mình đi học sẽ tốt đẹp hơn nha con. Dạ. Yeah. Em con học loại trung bình. Rồi con học được loại gì? Loại khá. Khá. Dường như hai mình thấy hai cháu rất là hiền á, ngoan hiền, ít nói chuyện nè. Ước mơ của em là sau này làm nghề gì? Đầu bếp. À, nấu ăn. Đầu bếp thích nấu ăn ha. Đầu con ngước lên coi, ngước lên nhờ để cho bà con cô bác xem coi nó. À, cháu tên gì? Dạ, bảo Ngọc Anh. Ừ, Ngọc Anh. Lột hạt điều này thấy cực khổ ha. Ừ. Ngồi lột từng hộp. Mà muốn làm được 1 kg đâu phải là dễ đâu. Làm ít nhất là một người làm thì giáp cao nhanh tay nhất thì khoảng 3 đến 4 tiếng mới được 1 kg. Phải không em Thảo? Dạ. Ừ. Bởi vì nó cả ngày thì một người làm mới được 2 kg. 2 kg thì có 10 ngàn thôi cả nhà. Thấy cái cảnh mà ba mẹ con ngồi đây lột rồi người chồng thì nằm trên giường như thế này. Mình đến đây mình thấy quá trời xót xa, thương cho gia đình đó. Ở đây mình thuộc ấp gì em? Ấp Tân Mỹ. Xã Tân Mỹ chứ, ấp gì? Ấp Tân Hòa Đông. Ấp Tân Hòa Đông, dạ. Xã Tân Mỹ thuộc huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp nha cô bác, cô anh chị. Đây là ngôi nhà của vợ chồng em Bình. Ở giữa cánh đồng thì cái nhà này cũng là cái nhà ở ké của người ta thôi. Và sau này một năm sau cũng phải trả ra lại cái vị trí đất này để về bên nhà của cha của em Bình để sinh sống nữa. Cuộc sống rất là khó khăn. Trời ơi, hai con gì mà nãy nói là đi học mà lội bộ tới 10 cây số. Rồi đầu năm học tới này là hai con vẫn tiếp tục là đi bộ vậy hả, nếu mà cha không khỏe? Dạ. Thằng ơi, rồi biết chạy xe đạp không? Dạ biết. Biết nhưng mà không có xe đạp đi học hả? Dạ. Rồi thôi cũng tùy duyên nha con. Thông qua những cái video này bà con có bác thương á, người ta có trợ giúp được á, thì chú sẽ nhận giúp đỡ cho con thêm cái phần nào về tập sách hoặc là quần áo hoặc là xe đạp đi học nha. Nếu mà có được những cái phần đó con vui dữ không? Vui mà thấy mặt buồn dữ à. Con thích đi học xe đạp không Kim Anh? Thích ha. Có đi học thì cố gắng học lên loại khá nha.
Nhìn cái cảnh mà ba mẹ con nghe nè, ngồi lạc ha, hạt điều. Rồi thôi vậy mấy anh cũng ghé đi thăm gia đình của mình nha Thảo. Thì cũng phải đi thôi. Rồi chúc cho gia đình mình được gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Đặc biệt nhất là chúc cho em Bình cố gắng mau khỏe mạnh để còn đi kiếm tiền lo cho gia đình cũng như là hai cháu đi ăn học nha.